mừng khai trương siêu thị điện máy HC Đà Nẵng. Siêu thị điện máy HC Nguyễn Văn Linh, số 216 đường Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Và siêu thị điện máy HC Nguyễn Hữu Thọ, số 801 đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Chào đón sự kiện khai trương siêu thị điện máy HC tại Đà Nẵng, TV Samsung giảm sốc đến 50%, số lượng có hạn. Trả góp 0% lãi suất, miễn phí vận chuyển và lắp đặt. Đặc biệt, HC tặng phiếu mua hàng giảm thêm lên đến 4 triệu đồng khi mua TV Samsung tại website hc.com.vn. Đến HC để thỏa sức mua sắm và nhận ngàn quà tặng hấp dẫn. HC, chất lượng, giá trị đích thực.